Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Lại thêm một linh thú bán thánh. Có thể để ta giải quyết con bọ cạp này nhỏ, con bọ cạp nhỏ này trước, sau đó thảo luận vấn đề bồi thường cụ thể với ngươi được không? Tuyết Nguyên Tông các người che giấu đủ sâu. Tứ lưu môn phái nào lại có hai vị có chiến lực cấp bán thánh? Linh Tôn tổ tiên đã từng làm bạn với băng đế, nhưng mà thời gian qua Linh Tôn phần lớn ngủ say, chỉ biết ở thời khắc nguy nan ra tay tương trợ. Linh Tôn nào bán thánh hàng thật giá thật, hơn nữa linh thú vốn vượt qua nhân loại cùng giai, cho nên dù là võ thánh đến đây bọn ta cũng không sợ. Sau khi tiêu diệt ngươi, những đệ tử của ngươi ta sẽ lần lượt hả? Đám đệ tử ngươi mang theo đâu rồi? Thế quái nào mới nơ nào có một tí đã chạy hết rồi. Đám tiểu tử kia không một ai có thể ngồi yên được. Bây giờ chắc là đang gây náo loạn trong tông môn của người. Không hổ là tứ lưu môn phái, cửa lớn vậy mà được chế tác từ hàn thiết mộc ngàn năm, suýt chút nữa một cước không đá vang được. Trở về phải xin lỗi trưởng môn, cửa ta phải xứng với đệ tử quan môn một chút. Đám người cuồng vọng, các ngươi đây là không để đệ tử của Tuyết Nguyên Tông chúng ta để vào trong mắt. Các huynh đệ, để cho bọn hắn chứng kiến sự mạnh mẽ của đệ tử tông môn tứ lưu chúng ta. Các sư đệ sư muội, chúng ta đường xa mà đến, không được làm rối loạn lễ nghĩa. Bước đầu tiên, mang đệ tử Tuyết Nguyên Tông trải hết lên sàn nhà mà bọn hắn yêu thích nhất đi. Các huynh đệ, đại sư huynh lên tiếng rồi. Nổi nửa đèn. Đệ tử tông ta cấp bậc võ tông cũng có không ít, hơn nữa còn có đại trận hộ phái phụ trợ, hẳn là cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong đâu. Chắc chắn là ảo giác, chỉ vừa trôi qua nửa canh giờ, sao có thể rơi vào tay giặc như thế được, đều là ảo giác. Bình tĩnh, ta vẫn còn Ninh Tôn tương trợ, ta vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Chỉ cần có thể bắt được quân Thường Tiếu là có thể lật. Hả? Ngươi lại làm cái qué gì nữa vậy? Linh thú bán thánh đúng là không dễ đối phó. Ta chuẩn bị gọi vài sự trợ giúp ra. Tiểu Long Long, Hỏa Vũ, Hổ Béo, Lạc Lôi. Lôi hỏa cộng lại, uy lực lại tăng trưởng nhiều như vậy. Vẫn ổn, loại công kích này Linh Tôn còn không để vào trong mắt. Bội Kỳ, Nguyễn Thú, Tổ Hợp Kỷ, Lôi Hỏa Heo Quay. Vì luyện ra chiêu tổ hợp siêu đẳng cấp này, ta đã lật hết linh thú kỹ ở trong linh thú các đấy. Tiểu Ưng, ngươi nhập môn muộn, lần này chưa kịp dẫn ngươi tập luyện tổ hợp kỹ. Lần sau chắc chắn là sẽ cho ngươi tập, lần này ngươi xem trước đi. Ma Lĩnh Hắc Ưng, ta đã nói phải gọi là Lữ Vương đại nhân. Sao có hơi khác với những gì chúng ta nghĩ nhỉ? Linh Tôn, ngài không sao chứ? Con chim này trông không mạnh lắm. Không muốn chết thì mau giả chết, đừng liên lụy ta. Mấy trăm năm không gặp, ngươi vẫn không có tiến bộ gì cả. Cần bổn nữ vương giúp ngươi nhớ lại những ràng buộc giữa chúng ta một chút hay không? 3, 2. Lão băng đầu đã lâu không gặp. Không ngờ lão ma đầu nhà ngươi còn dám rời khỏi hang ổ của ngươi. Chào gà con, ta là sủng vật của băng đế, Lãnh Hạt. Gà nào, bổn vương là chim. Gọi ta là nữ vương đại nhân.
cuộc chiến kéo dài hàng ngàn năm. Mỗi lần gặp mặt, mỗi lần. Lãnh Hạt bái kiến nữ vương đại nhân. Linh Tôn, ngài chính là bán thánh, vì sao sợ một con chim võ hoàng đỉnh phong như nó cơ chứ? Hơn nữa ngài như vậy, tình cảnh của ta sẽ trở nên tương đối xấu hổ. Nếu cảm thấy xấu hổ thì quỳ xuống bên cạnh ta. Ta vừa mới ủ ấm. Vì sợ đau khi cô ta đánh, nên ta đã dồn toàn bộ tinh lực vào tu luyện phòng ngự. Hiện tại đối với cô ta mà nói, ta chỉ là một bao cát mà thôi. Không thể nào cứ thế là bắt ta đầu hàng được. Ta vẫn còn có thể thỉnh thần một lần nữa, nhất định là có thể chuyển bại thành thắng. Gomu Gastin. Đây là tên cuối cùng rồi. Vẫn còn một nỗ hổng lớn như vậy, làm sao bây giờ? Tiểu Mạt, hay là người hy sinh làm đây nhé? Sư huynh. Ông chủ huynh bị hội chứng OCD cần phải trị. Đây không phải là trùng hợp hay sao? Vừa khít. Chúc mừng túc chủ đã đánh bại Tuyết Nguyên Tông. Đừng thừa nước đục thả câu, mau lôn phần thưởng ra đây. Đạt được phù 2000 điểm cống hiến và điểm kinh nghiệm X1, phù thượng phẩm kiếm đạo tư chất dịch càn khôn 1. Thượng phẩm kiếm đạo tư chất và kinh nghiệm chi phù, bây giờ đều là thứ tốt có thể trực tiếp tăng lên chiến lực cho ta. Còn phù càn khôn này, để ta xem giới thiệu, đạo tổ sáng tạo phù triện, có thể thông thiên diệt địa nghịch chuyển càn khôn. Theo tiềm năng người dùng, kích thích tối thiểu. Tiếng cười này của tông chủ làm cho người ta nổi da gà. Bây giờ ta chỉ muốn trực tiếp vọt đến cực hàn cung, nói rõ cho mấy vị tông chủ kia. Chuông tang vì ai mà dùng? Thanh Dương, giữ lại vài người có kinh nghiệm phong phú, dọn sạch tàng bảo của Tuyết Nguyên Tông. Mục tiêu đại bộ đội là cực hàn cung, xuất phát. Nhẹ nhẹ một chút. Nếu đã đến rồi thì đừng đi. Thỉnh thần. Lại là tông chủ của liên minh băng đế bọn hắn. Chạy trốn nhanh thật. Đuổi theo. Không cần đuổi theo. Con mồi tụ lại một chỗ mới có thể lấu chung một lời. Liên minh băng đế, chuẩn bị đi. Cực hàn cung. Cung chủ, chuyện gì? Nữ tử đến từ vạn cổ tông kia đang sinh ra cộng minh với linh bài tổ sư gia. Được được được. Trời giúp cực hàn cung của ta. Trời giúp liên minh băng đế ta.